Miu, từ hot girl màn ảnh đến đại gia bất động sản, bị chồng sắp cưới cắm sừng, gây chấn động vì biết. Là người đẹp nổi tiếng và giàu có của làng giải trí, nhưng đường tình duyên của Miu có phần trắc trở. Miu được biết đến là một diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp. Cô góp mặt trong một số dự án phim như Những thiên thần áo trắng, Tóc rối, Thiên mệnh anh hùng và còn đảm nhận vai trò giảng viên tại một trường đại học. Từ hot girl trở thành giảng viên đại học, đại gia bất động sản. Miu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một trong những hot girl xinh đẹp nổi tiếng tại Sài Thành. Miu nổi tiếng với đời tư sạch chưa vướng phải scandal từ khi bước vào nghệ thuật đến nay. Vào năm 2009, Miu đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những thiên thần áo trắng đóng cùng với Miu Lê, Mai Phương, Nhã Phương. Một năm sau, nữ diễn viên xinh đẹp đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập mang tên Cô nàng tóc rối. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nhiều đất diễn, Miu đã có nhiều lợi thế để thể hiện khả năng của mình. Những năm sau đó, cô đều tham gia đóng từ 1 đến 2 bộ phim trong cùng một năm với các tác phẩm được biết đến như Thiên mệnh anh hùng, 14 ngày đấu trí, Bí ẩn song sinh. Năm 2016, Miu tham gia bộ phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu về chủ đề ngôn tình lãng mạn với dàn diễn viên khá thu hút như Hajilu, Anh Tú, Hải Triều, Ngọc Trai. Đến năm 2018, Miu tiếp tục đóng cặp cùng Hajilu trong bộ phim Tôi là lụa. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm hợp tác với Hajilu đều không được đánh giá cao. Năm 2019, người đẹp Sài Thành tham gia vào bộ phim Nhân duyên người yêu tiền kiếp, đóng cặp cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Đây là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt tiếp cận khái niệm duyên âm kỳ bí bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tạm gác lĩnh vực diễn xuất qua một bên, Miu còn được yêu mến trong giao tiếp hành xử khi thể hiện sự khéo léo thông minh của mình qua các chương trình game show mà cô tham gia. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ngoài đời Miu còn là một người giỏi giang khi đầu tư kinh doanh thương hiệu thời trang cũng như bất động sản. Với sự tài năng không ngừng phát triển học hỏi, vào tháng 3 năm 2017, Miu khiến công chúng trầm trồ khi chia sẻ việc mua một lúc 3 căn hộ. Đến ngày 9 tháng 5 năm 2020, cô rao bán một căn hộ giá trị 2 tỷ. Nhắc về việc chuyển từ hoạt động nghệ thuật sang kinh doanh, nữ diễn viên chia sẻ cô đã mở cửa hàng đầu tiên vào năm 18 tuổi từ những cách xê đóng TVC. Nữ diễn viên mong muốn bên cạnh việc làm nghệ thuật, cô cũng được thử sức kinh doanh, có sự nghiệp và ổn định lâu dài. Không những thế, cô còn là giảng viên tại một trường đại học và đảm bảo chu toàn trong mọi lĩnh vực. Hiện tại ở tuổi 32, Miu khiến nhiều người nể phục khi sở hữu nhiều tài sản giá trị khủng. Điển hình có thể kể tới loạt biệt thự sang cảnh hiện đại, đắt sắc ra miếng của nữ diễn viên. Cô từng mua cả loạt căn hộ hạng sang sau nhiều năm tích lũy. Trong một chia sẻ về đồng nghiệp, diễn viên Tiến Luật cho biết Miu đang sở hữu 4 năm căn nhà khác nhau. Sở hữu khối tài sản lớn nên Miu cũng không ngại sắm cho mình nhiều loại trang phục đắt đỏ. Nhiều cực phẩm từ những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới cũng được mỹ nhân tậu về liên tục và thường xuyên khoe khéo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, xe sang của Miu cũng nhanh chóng thu hút sự ngưỡng mộ trầm trồ từ công chúng. Miu Phan Thành, scandal ngoại tình dậy sóng của showbiz Việt. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Miu lại khá kín kẽ trong chuyện đời sống, tình cảm, gia đình. Từng có không ít những lời đồn thổi về việc Miu cặp kè đại gia nhưng hot girl vẫn không hề lên tiếng. Tuy nhiên vào khoảng cuối năm 2013, Miu khiến nhiều người bất ngờ khi công khai mối quan hệ với Phan Thành, một thiếu gia nổi tiếng Sài Thành sở hữu dàn siêu xe trăm tỷ. Sau khi chuyện hẹn hò được công khai, Miu và Phan Thành thường xuyên tay trong tay tình cảm xuất hiện tại các sự kiện đông người. Cặp trai tài gái sắc của showbiz Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị với một lễ đính hôn lãng mạn vào cuối năm 2014. Sau ngày đính hôn, Miu dường như rút khỏi làng giải trí Việt, cô âm thầm lặng lẽ góp mặt bên cạnh những dự án công việc của chồng sắp cưới. Thời điểm ấy, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho sự lựa chọn của Miu và ghen tị với hạnh phúc mà cô lựa chọn. Những tưởng cặp tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt sẽ có cái kết đẹp như mơ, thì sóng gió ập đến khi tin đồn Phan Thành ngoại tình với hot girl 17 tuổi Thúy Vi xuất hiện khiến dư luận xôn xao. Trùng hợp là thời điểm trước và sau khi tin đồn rộ lên, trên trang cá nhân của Miu thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái thể hiện tâm trạng buồn bã. Cô cũng không giữ thói quen chia sẻ những hình ảnh về bạn trai như trước. Điều này càng khiến rất nhiều người nghi ngờ về tình yêu của hot girl nổi tiếng và thiếu gia nhiều siêu xe khi chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra. Scandal khiến dư luận dậy sóng khi rất nhiều hình ảnh được cho là cuộc đối thoại giữa Phan Thành với Thúy Vi với những lời lẽ tình tứ bị rò rỉ trên mạng. Ngoài ra có thông tin vị đại gia trẻ còn lập tài khoản ngân hàng, chu cấp tài chính và hứa sẽ mua nhà cho cô. Ngay sau câu chuyện lùm xùm trở thành tâm điểm chú ý, không có ai trong Miu và Phan Thành lên tiếng về việc này ngoài hot girl 17 tuổi Thúy Vi. Cô cho biết mình không phải là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác và Phan Thành cũng không cho cô nhiều như mọi người tưởng. Câu chuyện của cả hai cũng đã kết thúc. Giữa bão dư luận, Miu chọn cách im lặng. Trong khi đó, dư luận không ngừng chỉ trích Phan Thành và hot girl 17 tuổi. Trải qua cuộc tình sóng gió, Miu như khép cửa trái tim khi đến hiện tại cô vẫn chưa công khai tình cảm với bất kỳ ai.